Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Bồ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Bồ Sư Thích Ca Mâu Ni Thầy. Dạ, mời đại chúng chúng ta ngồi xuống. Mấy ngày nay tổ chức lễ thêm cái những đức cũng muốn bệnh. Bữa nay định nghỉ cụ ơi. Suy nghĩ mình đã lên cái lịch chương trình gì thì giống như cố gắng duy trì. Duy trì là cái quan trọng nhất, nên những đức duy trì. Bên đó qua đây cũng trễ, bận đồ sẵn gì luôn rồi qua rồi vô chia sẻ Phật pháp luôn. Nên hôm nay chúng ta có cái bài học gọi là quay đầu là bờ. Cái đề này hay lắm các cục. Cái đại chúng mà nhớ mỗi người chúng ta đến với cuộc đời này ai cũng có cái sai. Mà làm sai mà biết quay đầu là thấy bờ bến. Nên cái câu quay đầu là bờ ai cũng có cơ hội. Ai cũng có cơ hội để sửa sai. Nên có câu rất là hay, lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Ví dụ như người hút chích xì ke ma tí mà biết quay đầu hướng thiện, quý còn hơn vàng bạc châu báu. Thân người khó được, mà nếu mình không hiểu đạo mà mình dùng cái thân mình khó có này mà của cha mẹ tặng mà mình đi hút chích xì ke ma tí, rồi nhậu nhạc say sưa xong rồi chạy xe té gãy tay gãy chân thì nó phí phạm cái thân quá. Hoặc là mình đi vào con đường sai quấy, mình trộm cướp tà dâm làm điều không phải. Nên tất cả những điều sai quấy này trong nhà Phật đều cho mình cơ hội, đó là quay đầu là bờ. Hôm qua những đứa gặp một người huynh đệ. Ngày xưa ông này ông cũng họa sĩ. Ông cũng dính vào con đường nghiện ngập, hư hỏng. Rồi sau này ông gặp Phật pháp, với những đức với ông cũng có duyên rất là dày. Rồi sau này ông cũng bỏ được cái nghiện ngập, tu hành tới bây giờ. Giờ xuất gia rồi thọ giới tỳ kheo. Giờ cũng xây chùa, rồi phóng sanh, rồi khuyên người niệm Phật. Thấy rõ ràng không? Cũng hư hỏng đó, quay đầu. Mà giờ cũng làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Phải rõ ràng quay đầu là bờ không? Thấy chưa? Nên rồi hồi sáng này mới gặp cái anh bạn này hồi xưa trên thành phố cũng quen, mà ảnh là BD. BD. Rồi ảnh gặp Phật pháp vì một quyết tâm tu hành. Tính ra chắc cũng bận 7 năm.
Bây giờ khuyên người niệm Phật đồ, nói có đạo tràng dẫn dắt ta niệm Phật mà tính ra cũng hơn 200 người. Mà xưa chính ảnh nói mình là ảnh thật sự không muốn gì đâu, nhưng mà sinh ra đời không biết làm sao, nghiệp duyên gì mà nó không phải là đàn ông thứ thật. Không muốn vậy đâu, nhưng mà nó tự nhiên nó thành không phải đàn ông thứ thật. Anh nói thật lòng vậy đó. Rồi những đứa hỏi là vậy đàn ông thứ gì. Thì nhớ nói một câu rất là vui. Anh nói một câu là có thịt mà thiếu xương. Nói câu hay ghê, có thịt thiếu xương. Như Đức nói vậy thì có thịt cũng được rồi. Nhưng mà quý vị nhớ là cái xương quan trọng nha. Có xương sợ gì cũng có thịt. Chứ mà có thịt mà thiếu xương thì nó kỳ lắm quý vị. Hiểu không? Nên từ đời đó mà cũng nhờ Phật Pháp là giúp cho anh phấn đấu. Nào đó cũng nghe những đức giảng nhiều. Mình thì mạnh giảng mạnh á, nghe giảng mạnh mẽ viết nó đột phá cái tâm. Từ từ tự nhiên sao mọc xương. Giờ như đức hỏi tình hình sao rồi, thì anh nói bây giờ xương cốt nó cũng chắc tương đối. Thấy không? Giờ mà hướng dẫn đạo tràng tính ra cũng hơn 200 người. Thấy rõ ràng là nếu cái người mà tiếp nhận Phật Pháp mà có tâm quyết là họ đều làm được những việc rất ý nghĩa, rất ý nghĩa, rất nhiều việc lợi ích đặc biệt vô cùng. Nên những đức thấy Phật Pháp rất là hay. Nên mình gặp hai người đó, mình nghĩ là cái đề giảng quay đầu là bờ. Vì tất cả những người hư hỏng, sai quấy, trộm cướp, tà dâm, như cái cô Nhật Đức mà từng kể câu chuyện cái cô làm gái á. Cô nói cuộc đời của cổ là làm gái hồi xưa giờ tiếp đàn ông không tính nổi. Không tính nổi cái tiếp đàn ông quá nhiều. Đó. Rồi cô nghe những đức giảng cô rất là thích. Rồi có một lần cô đến, cô gặp những đức. Cô nói sau này đủ duyên con đi vô chùa con tu luôn. Mà con massage đặc biệt lắm. Lâu lâu rồi thầy mà nhức sống đồ con massage cho thầy. Nó thèm. Những đức nói tuy trong chùa mình mấy cô trẻ đâu cũng nhiều mà không có cô nào biết massage chứ, mấy thầy mấy chú cũng không biết. Nếu mà cô vô đây tu rồi sau này đủ duyên rồi tính sao, trước nhất mình dẫn dắt vậy quý vị. Em nói vậy sau này con có duyên vô chùa tu con làm được việc đó cũng đặc biệt, sau này bà vô bà tu mình tính bà sao. Không, mình cho bà đi lặt rau hay gì cũng được, cái gì đâu. Ta thích ta nói vậy mà quý vị. Thì phải vô thì mình cho đi lặt rau hay là bóp đồ hũ gì đó, rồi đó, chiên đồ hũ, làm đồ hũ vậy đó, sắp sao làm vậy thấy không. Thì rõ ràng những cái điều rất đơn giản mà khi người ta nghe người ta lại quay đầu hướng thiện tu hành. Đó là những đức thấy rằng là có những con người trong cuộc đời này, có khi nhiều người nói rằng là họ không có cơ hội, không có cơ hội sửa đổi lỗi lầm. Vậy mà cuối cùng ta sửa đổi lỗi lầm, ta làm tốt, làm được những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Đó. Như bản thân những đức mà bây giờ có nhiều người dưới quê người ta lên người ta nhìn phải những đức không?
chú Hiền ngày xưa. Nghe bây giờ là nhiều người dưới quê là ta lên ta coi có phải mình không. Tại vì ngày xưa dưới quê bị biết những đức đó. Nhậu nhạc say xỉn, té rầm rầm rầm, té hứ 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 à. Nhậu xong ói, chó chạy ra đến gặn làm nè, hít 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 hít. Như Đức mở mắt ra, nằm kế đóng ói, như Đức mở mắt thì Đức làm nè, chó thẳng thẳng đuôi nó chạy. Thì chó, quý vị, chó mà thường á, nó muốn sủa con chó nào thì nó cong đuôi, nhưng mà khi nó sợ là nó thẳng đuôi nó chạy. Thì nó lỡ nó hử hử, như Đức như làm xong thẳng đuôi nó chạy, thấy chưa, nằm đó rồi mà chó còn sợ. Những Đức nói tao là chó ông nội nè, tại những Đức cũng tuổi con chó, thấy không, rồi nó chó con mà ăn thua gì tao. Thì vị biết rằng, thấy không, hư hỏng gì. Rồi nhậu nhạc bê tha, rồi bắt nhạc lên, nhậu lên xong là bắt nhạc lên nhảy, áo này bặn nó xiết gì đâu khó chịu, ngồi xiết cái mông gì đâu nó khó chịu gì đâu, kỳ cục ha. Xiết cổ họng thở không được. Thì quý vị biết rằng là hư hỏng gì. Rồi nhậu xong là bắt nhạc lên nhảy giật gan, nhảy còn hơn mấy bà fan hâm dọ vậy đó. Mà sau này gặp Phật pháp, quý vị thấy không, bây giờ sống những ngày tháng ý nghĩa. Tôi quay đầu là bờ, thấy chưa, đó, mình thấy mà chính cái thờ của Đức Phật, nhiều người mà từ nghèo nàn ta xem thường, mà làm đệ tử Phật là trở thành những bậc chí giả, rồi giết người không gớm tay, nhưng vô não, gặp Phật cũng quá độ, quay đầu là bờ, trở thành bậc chí giả, thấy không? Rồi làm kỹ nữ có ai bằng bà Liên Hoa Sắc, bà lấy không biết bao nhiêu người chồng, làm bao nhiêu gia đình tan nát, gọi là bà thu đàn ông, thu đàn ông đó mà. Vậy mà cuối cùng bà gặp Phật, Phật quá độ cho bà, mà bà tu hành, bà chứng quả A-la-hán thần thông đệ nhất bên nữ. Kinh khủng không? Vậy thì cái đạo Phật truyền tới bây giờ luôn. Vậy thì bất cứ con người hiện đại này mà ai hư, ai sai quấy mà quay đầu hướng thiện là mình có cơ hội à. Như bây giờ Những Đức hướng dẫn bao nhiêu con người thì Những Đức cũng vẫn nói cái sai của Những Đức ngày xưa, thì người ta vẫn nghe Những Đức thôi, chứ người ta đâu phải người ta đứng lên người ta bỏ người ta đi đâu, đúng không? Nghĩa là không ai hoàn toàn đúng, mà cũng không ai hoàn toàn sai. Người nào đúng cỡ nào cũng có sai, mà sai cỡ nào cũng có đúng. Tròn cỡ nào thì cũng có méo, mà méo cỡ nào cũng có tròn. Không có ai mà hoàn toàn tròn hết, mà không ai hoàn toàn méo hết, thấy không? Đó. Nên từ nơi đó mà mỗi người mình nghe Phật pháp là mình có cơ hội, mình đều có cơ hội sửa sai. Mà cái người mà làm sai mà sửa được, mà làm người tốt, người ta trọng mình lắm. Mình nói là những điều mình đã sai thì nhiều người mà người ta sai, lúc đó người ta sẽ có cơ hội để mà người ta quay đầu. Vì ta thấy người này sai mà còn học Phật được gì, thì nhiều người sai người ta sẽ đứng lên, người ta sửa sai để người ta làm được con người sống ngước mặt nhìn đời, thấy không? 100% luôn. Đó. Này quan trọng. Giống như
cách đây 2 ngày gặp cái bà đó. Bà nói con nè thầy. Nói, thì Đức hỏi con gì? Tự nhiên gặp mình cái con nè thầy. Ba bốn tiếng con, mà cái tiếng thứ ba con càng lớn. Cuối cùng hỏi ba con gì? Mà nói, con nè, thôn chữ thầy nè. Nhưng Đức nói vậy rồi sao? Bây giờ con thấy rằng con sai rồi. Con chữ thầy hoài mà thầy cứ lên ký. Thấy chưa? Để thấy không? Rồi xong rồi viết rồi quý vị. Mà bà nói hay, bà nói lạ. Con nghe thầy giảng pháp con rất là ghét, con chữ thầy suốt luôn, mà sao con cứ nghe hoài. Kỳ cục như vậy. Bà nói lạ kỳ là con nghe con chữ suốt luôn, mà con nghe hoài, ngày nào con cũng nghe. Ngày nào con cũng nghe. Để con chữ, ngày nào con cũng nghe. Mà tính ra con chữ thầy hơn nửa năm nay. Chữ thầy hơn nửa năm nay mà ngày nào con cũng nghe thầy giảng hết. Mà không nghe thì không được, mà nghe rồi chữ. Không biết sao nó kỳ cục. Rồi cuối cùng, rồi con đến tới đây con cộng tu. Con thấy bao nhiêu người già trong chùa, cuối cùng con thấy mình sai. Không? Bởi vì bà gặp mình, bà vừa gặp mình bà nói con nè thầy. Mình biết chắc chắn là có vấn đề nên mình hỏi con gì. Thấy chưa? Đó, quý vị thấy. Con người đều có cơ hội quý vị. Chúng ta hãy cho mình cơ hội để mình sửa. Thấy không? Dù không ai cho mình cơ hội sửa mà mình phải cho mình cơ hội chứ. Không ai cho mình cơ hội bằng chính mình cho mình cơ hội. Thấy không? Ví dụ như có người gặp những Đức họ nói con là thứ nhiều chuyện không tưởng tượng được, mà không bao giờ con chấp nhận ai nói con nhiều chuyện. Rồi xong rồi những Đức nói, những Đức với cô Iran ngày xưa, những Đức hô ai mà nói cái tiếng hô cái là những Đức che cái mỏ lên liền. Hô nhưng mà ai chỉ cần nói cái tiếng hô cái là những Đức nó thấy phản cảm rồi, nghe một cái là bực bội trong lòng, giống như mình trúng nhưng mà mình hô. Ghê chưa? Nó, mà nó không bao giờ chấp nhận ai nói mình hô. Chỉ cần nói đến một cái, nếu như mà chưa uống rượu thì không sao, mà uống rượu là quýnh á, bay đá lia đá liệt, quýnh còn trúng bay cắt, hô mà cắn dữ lắm quý vị. Thấy không? Nên á, mấy bà Phật tử tránh xa tôi đó. Thấy không? Nên từ nơi đó mà đụng tới cái khuyết điểm của mình là mình không chịu. Thì cô có nói rằng cô nhiều chuyện không tưởng tượng được. Đụng chuyện của ai ba cũng nói ba chăm thọt làm đủ chuyện. Nhưng cuối cùng ba thấy rằng tự nhiên ba tỉnh ngộ là ba thấy cái hành động mình làm việc nó kỳ quá. Mà rõ ràng quý vị ơi, khi mình hiểu ra rồi á, như ngày xưa những Đức hô ai nói hô thì Đức không chịu, nhưng mà bây giờ tự những Đức lại đem cái hô của những Đức ra. À, ngộ ghê. Tự mình đem cái hô mình ra luôn, rồi từ cái khuyết điểm nó thành ưu điểm, từ khuyết điểm thành ưu điểm, mà những Đức bây giờ nổi tiếng là ông thầy hô. Thì có ngộ vậy đó. Nó từ khuyết điểm nó phát triển thành ưu điểm. Như bị què hay là bị đen thui thù lùi, nhưng mà mỗi người nó đều có cái nhân duyên á quý vị.
Chứ quý vị biết đừng bao giờ nói rằng, thí dụ như giờ cô gái này cô đen thui, từ tóc mặt mình mẩy cô tới chân cẳng đen thui hết luôn, không trắng nổi mà đen mung luôn á. Cô tuổi thăng bao nhiêu năm chờ của tuổi, của tuổi thăng phận má hồng, không có thằng nào đến để nhìn ngó tới. Vậy đen thui tôi lùi quý vị. Nam mà đen thì nhìn còn men. Còn nữ mà đen á, nhìn giống như toàn ten. Thấy không? Vậy đó mà bà nghe những đức giảng, mà bà vui vẻ bà niệm Phật thôi, mà bà nói rằng bây giờ là bà không bao giờ muốn có gia đình. Vậy đó mà bây giờ hai ông đàn ông đang đeo đuổi bà. Kinh khủng chưa? Đó là cái gì? Đó là tự nhiên mình không có còn bị mặc cảm đối với mình bị đen thui thùi lùi. Như hồi xưa mà những đứa không bao giờ chấp nhận mình hô, mình cười là mình cứ vậy nè. Mình nghĩ rằng bây giờ mình cười ra thì hả cái miệng ra bằng nạo đưa ra ghê quá. Cuối cùng mình đè vô quý vị. Hoặc là nói chuyện với con nhỏ nào mình định chọc á, mắc cười muốn chết luôn vậy mà mình ngồi mình cười vậy nè. Thì giống hệt nhát ma nó vậy đó. Nó sợ nó chạy hết trơn quý vị ơi. Nó sợ chạy hết trơn. Nhưng mà khi học Phật nghe quý vị, thì tự nhiên mình có nhiêu mình chơi xả láng nhiêu luôn. Nghĩa là mình quạt thả ga luôn quý vị. Vậy đó mà người ta lại thích và mắc cái hồ. Đó. Rõ ràng không? Quay đầu hướng thiện là tự nhiên mình thấy bờ bến rõ ràng luôn. Mà bờ bến đó là bờ bến gì quý vị biết không? Bờ bến gì? Không biết bờ bến gì chứ chẳng. Bờ bến giải thoát. Nghe không? Cái bờ bến giải thoát đó, nó hạnh phúc hơn là cái bờ đáp của quý vị. Cái bờ đáp đó, có khi người ta không cho mình đáp rồi mình đi đâu. Nhưng mà cái bờ bến giải thoát đó, là điểm nào cũng giải thoát hết trơn á. Hay lắm. Nên cái bờ bến giải thoát là nó quan trọng. Nên mỗi một con người lùng lé hô súng, quý vị đều phát huy được thành ưu điểm hết. Thành ưu điểm hết. Quý vị coi chàng nít nó cục tay cục chân, cục tay cục chân, và mấy lần chàng nít định tự tử, nhưng được cha đưa cho cái quyển sách về sự phấn đấu của người xưa cho con. Khi ông coi những cái câu chuyện phấn đấu của người xưa thì ông phát huy, ông luôn nỗ lực lên, ông dùng hết năng lực của ông, cục tay cục chân nghe. Ông tự tập, ông là tự cá nhân vệ sinh, tự lo cho mình. Ông tập bơi lội, ông tập làm đủ chuyện hết. Chàng nít cuối cùng trở thành một con người cực kỳ giỏi luôn. Rất giỏi. Tính ra mà chàng nít đi mười mấy hai chục quốc gia, để đi đến đâu là giảng đến đó. Và có qua bên Việt Nam chúng ta, và đi đến những trường đại học để làm mẫu hình cho những thanh niên tuổi trẻ, sinh viên trường đại học nhìn theo chàng nít này mà để phấn đấu, đừng làm con người hút xì ke ma tí. Quá hay luôn. Cục tay cục chân nhưng mà chỉ có phấn đấu thôi. Phấn đấu đúng mục tiêu, trở thành một con người, trở thành đi đâu cũng truyền lửa cho thiên hạ. Nói chuyện mạnh mẽ vô cùng luôn. Quý vị coi, để chàng lên cái bàn nhảy tăng 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 giảng kịch liệt luôn. Quá trời luôn, nói chuyện như đứa đã coi quá rồi mà. Nó, và anh cũng có vợ, cục tay cục chân mà có vợ, vợ của anh là người mẫu. Vợ là người mẫu. Anh là thành công về nhiều lĩnh vực. Thời đó là anh chơi chứng khoán cũng thành công. Rồi
anh đi du thuyết cũng thành công, đi đâu cũng truyền lửa cho mọi người. Rồi có vợ, vợ là người mẫu, sau này vợ đẻ ra cho anh 3 đứa con, đặc biệt không? Nên kinh khủng chưa? Con người mà cục tay cục chân mà kinh chưa? Nên mình bây giờ mà tay chân đầy đủ mà chúng ta lại không tự tin, mình thua người ta xa quá. Mình thiếu sự tự tin là mình không biết bắt đầu. Nhớ câu, câu này quan trọng. Bạn thiếu sự tự tin vì bạn không biết bắt đầu từ đâu. Bạn không biết bắt đầu từ đâu. Bạn lập nghiệp, bạn không biết bắt đầu từ đâu. Vậy thì nếu bạn ngoài đời bạn muốn lập nghiệp thì bạn bắt đầu từ đâu? Đạo đức, uy tín, đó là cái bắt đầu của bạn đó. Nhớ kỹ, đạo đức và uy tín là sự bắt đầu của bạn đó. Nếu như bạn gầy dựng được vài năm sau, 5 năm sau, 10 năm sau, có người nhìn đến bạn liền. Nhất định có người nhìn đến bạn liền, cơ hội bạn sẽ đến. Nếu mà có người trẻ tuổi mà có cái sự gầy dựng đó, chừng 17, 18 tuổi mà gầy dựng như vậy, trong vòng 10 năm sau người này sẽ có sự nghiệp liền. Lạ như vậy đó. Còn nếu như bạn học Phật thì bạn gầy dựng từ ngay pháp môn niệm Phật. Không? Gầy dựng từ ngay pháp môn niệm Phật này luôn. Pháp môn niệm Phật này pháp mà Phật chọn cho mình mà. Bạn quay đầu và bắt đầu gầy dựng từ ngay cái pháp môn niệm Phật này. Thế bây giờ những đứa kể mấy câu chuyện đó, một người anh em huynh đệ bạn bè mà từng hút chích xì ke ma tí mà bây giờ mà ổng cũng xây chùa được, ông cũng độ sanh một vùng ghê không, dữ dằn lắm á. Nên hồi đó mà ổng đi thọ giới tỳ kheo mà ổng không có tiền, ông lỡ ông gặp những đức, những đức đưa tiền cho ông đi thọ giới tỳ kheo. Lúc ông khó khăn, những đức cũng từng giúp từ tinh thần cho đến vật chất giúp đỡ. Nên là khi bây giờ ông có điều kiện một chút, hôm qua ông cầm lại, ông nói con phụ thầy mua vài hộp sữa cho các cụ già. Ông gửi những đức cũng một số tiền, phụ những đức mua sữa cho các cụ uống. Nên từ nơi đó mà một người từng đi vào con đường tệ nạn xã hội, mà cuối cùng quay đầu mà nhờ Phật pháp cho cơ hội. Nên quý vị thấy cái đạo Phật có sự từ bi đặc biệt, mà có nhiều người ta không nhìn ra cái sự từ bi trong đạo Phật. Ví dụ trong thời Đức Phật còn tại thế, thời chánh pháp, thì đa phần cái người mà nghe được cái đạo Phật mà tiếp nhận, quý vị biết rằng tôn giả Mục Kiền Liên và tôn giả Xá Lợi Phất là những bậc thầy của thiên hạ. Mà nói là đi tìm người làm thầy là hai người đó nói một câu gì nè, phải nói mạnh dạn một câu tự hào rằng thế gian không có ai làm thầy nổi tôi. Ghê không? Thì vị biết là tôn giả Mục Kiền Liên với Xá Lợi Phất là giỏi cỡ nào chưa, thông minh cỡ nào chưa, mà gia đình quyền quý giàu sang cỡ nào, quá thông minh, gọi là bậc học giả của hiện tại đó. Mà khi mà gặp Phật, nghe bài kệ, đem tất cả đệ tử mà mình dạy theo Phật hết luôn, toàn là những người nghe Phật pháp đó, toàn là những bậc học giả, những bậc giác ngộ, những bậc mà trí giả đặc biệt không mới nghe được Phật pháp. Nó gọi là thời chánh pháp. Thời tượng pháp vẫn còn những bậc trí giả rất nhiều, ngày Hư Văn đồ, quý vị coi gia đình cha làm quan, nhưng mà tâm nguyện đi xuất gia từ khi còn nhỏ. Năm 17, 18 tuổi, cha thấy con muốn đi tu quá, cưới cho con lúc hai con vợ. Hai con vợ đẹp, chèn ngô, quá đẹp, cha làm quan lớn. Cưới vợ cho con cái thời đó là đàn ông năm thê bảy thiếp, cưới hai vợ là bình thường, có thể cưới bảy người vợ cũng được, không sao.
cho 7 người vợ ở 7 cái phòng. Nhà giàu mà lo gì, thấy không? Nó thì vị biết rằng là nghe lời cha, bây giờ cha nói quá rồi, cha lớn tuổi, cưới về xong đêm động phòng á, thì ông dẫn hai người, có nghĩa là bữa nay động phòng nhỏ này, ngày mai động phòng nhỏ kia. Thì con nhỏ lớn thì động phòng trước, con nhỏ nhỏ thì động phòng bữa sau. Thì biết ta theo từng tự mà. Thì cái bữa đầu tiên động phòng con nhỏ lớn thì dẫn nó đi vòng vòng phòng, dẫn đi vòng vòng phòng thì kem phấn rồi nó sức làm cái trang điểm cô giáo quý vị, dẫn đi đổ mồ hôi chảy ra, thêm nó đi chút chân cẳng nó mỏi, mà con người nó quá mỏi mệt thì nó còn ham cái gì nữa. Cái này cũng là cái tuyệt chiêu của ngài Ca Diếp đó. Ca Diếp cũng dùng cách này luôn, mà đặc biệt là vợ của ngài Ca Diếp cũng là người muốn đi xuất gia, muốn đi tu. Mà riêng ngài Ca Diếp là, xin thưa quý vị nghe, ngài á là không muốn cưới vợ, nhưng mà cha mẹ muốn ngài cưới vợ quá, thì vị biết ngài đúc ra một pho tượng đẹp, đẹp không tưởng tượng được. Ngài nghĩ là không thể nào mà có người con gái đó luôn á. Ngài nói rằng chừng nào mà kiếm một cái pho tượng, người con gái đẹp như cái pho tượng này nè, thì ngài lấy làm vợ. Không ngờ cái pho tượng nó lại ngay chăn vợ của ngài. Kinh khủng chưa? Kinh chưa? Thì hai người này đều là có tâm tu hết, hai người này đều có tâm tu hết chứ. Thì hai bên đều thấy nhà giàu không, thì bên nào cũng muốn gả con rồi muốn cưới. Thì hai người làm đám cưới xong, cái đêm động phòng là hai người là nói rõ ràng. Người vợ trách là tôi muốn tu mà tại sao vậy. Người chồng cũng nói là tôi cũng muốn đi tu, bây giờ vì cha mẹ thôi, mình giờ mình bây giờ á, tôi thì nằm dưới đất còn nàng nằm trên giường, thấy không? Vậy đó, hai người cứ như vậy mà sống mà lo tu. Tới ngày hư văn cũng vậy, hai người vợ luôn. Vậy mà đêm động phòng là dẫn vợ đi vòng vòng, đi vòng vòng cái phòng, đi kinh hành niệm Phật, nó đi giết chèn ngô nó mỏi chân. Đi quá mỏi chân rồi đâu còn sức lực đâu mà muốn gì nữa. Nhỏ mỏi quá, vợ nằm ịt ngang nó ngủ, mỏi quá rồi. Nên bây giờ kêu là đi từ đây tới giờ đó xong ở động phòng, thì bà này bà nói thôi gán đi. Gán đi tới giờ đó được động phòng, thì bị biết rằng bắt đi, đi một chút rồi mỏi chân, mỏi quá nằm ịt ngang ngủ. Rồi cứ như vậy mà ngày qua ngày không sống với vợ nghe. Ngày hư văn là không có sống với vợ đó. Trời, cái căn cơ người ta mới bị thấy kinh khủng chưa, gọi là cái thờ cuộc của người ta mới thấy kinh chưa. Còn căn tính mình bây giờ nó bèo còn hơn là bánh bèo nữa. Gặp mà cứ mình hai con vợ trong tâm mình, nó dụ mình, nó nói thôi bây giờ trước nhất thôi kệ, sống đại đi rồi xong đi tu. Sống cho biết đi rồi đi tu, ghê không? Nó dụ mình liền, nó giờ có sẵn rồi, giờ sống đại, sống đi rồi mình đi tu sao cũng được, đúng không? Giờ có mồi màng sẵn hết trơn mà giờ em đem đi rượu uống thêm vài ly nữa được rồi. Thấy chưa, căn tính mình mới thấy tệ chưa. Nó còn người ta có như vậy mà người ta không có sống với hai người vợ. Sau này hai người vợ người ngài hư văn đi xuất gia tu. Xuất gia tu, cái gia tu hết luôn. Ngài hư văn đi tu luôn, quý vị thấy không? Cái căn tính kinh khủng chưa. Nó mà cái căn tính như vậy đó mà tu thiền mà chỉ gọi là đạt định thôi, chứ chưa phải là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, không làm nổi, chứ chi căn tính mình. Nó nên á, từ nơi đó đó mà tới thời mạt pháp của mình thì nó còn bèo nữa, nó quá bèo luôn à. Nó bây giờ thì mình quay đầu là bờ, mà quay vô cái bờ nào? Cái bờ tịnh độ. Nó quay vào cái bờ tịnh độ, nhờ câu Phật hiệu này để nó tẩy bớt đi cái tâm
sân si chằng cấu nặng nề của mình bớt đi. Dùng câu Phật hiệu thì đi đứng nằm ngồi, nói năng hành động, mặc áo ăn cơm và đại tiêu tiện mọi lúc mọi nơi, đeo máy niệm Phật, nhắc mình niệm Phật. Để niệm Phật làm sao cái câu Phật hiệu này giống như là cái cục vàng, còn cái tâm mình đục như là nước ở dưới miền Tây, mà nước mùa nước quay vậy đó, nó đục ngầu vậy đó, mà nhờ cục vàng này nó quậy. Nó quậy 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 quậy, nó quậy chiếc nước nó cặn bã, nó lắng xuống, nước nó trong. Đó. Nên tâm của mình vọng tưởng dãy đầy cũng như nước đục ngầu vậy đó. Mình cứ dùng câu Phật hiệu này, cứ quậy hoài đi, cứ niệm đi, cứ niệm trong cái ô trượt đó, niệm trong cái loạn động nó, cứ niệm hoài đi, niệm đi. Mà câu Phật hiệu có cái bổn nguyện nên niệm viết rồi á, thì tự nhiên á, nó quay tất cả những cái vọng tưởng phiền não, nó kéo theo câu Phật hiệu, rồi tự nhiên nó đồng hóa với câu Phật hiệu. Câu Phật hiệu thì không có khả năng ô nhiễm, vì đây là quả giác của Phật A Di Đà mà. Cái quả giác của Ngài mà lấy cái nguyện để làm nhân tu cho ta, nên ta lấy cái quả giác của Ngài làm nhân tu cho mình. Nên mình niệm viết rồi, mình dùng câu Phật hiệu mình niệm để mà tự tánh Phật của mình phát triển. Không có cách nào đặc sắc bằng cách mà niệm Phật đi phát triển tự tánh Phật. Thấy không? Hay á. Nên mà nói mà hư hỏng cỡ nào, xì ke ma tí rồi trộm cướp tài dâm, làm nhiều điều sai quét, chỉ cần ở phương xa đâu nghe, rồi chân thật niệm Phật đi. Rồi chân thật mình muốn ngước mặt nhìn đời sửa sai đi, mình muốn làm một con người mới đi. Mình chân thật đi, trong vòng vài năm sau mình trở thành con người đặc biệt rồi. Người ta sẽ tôn trọng mình gì đâu. Đó. Nhưng mà mình phải quyết tâm nghe, quyết tâm sửa đổi nghe. Nó giống như nhà Đức đã từng kể câu chuyện có hai cục đá, nó nằm ở trong cái chỗ mà giống như cái chỗ mà bị người ta liện rác đó quý vị. Ta tiểu tiện vô dơ. Đây là giả thiết mà mình nghe mình phải nhận thức nghe. Thì vị biết rằng là thì có một người này có đôi tay khéo léo lắm, có thể làm đá mà trở thành những pho tượng. Thì người này đến nói chuyện với hai cục đá rằng bây giờ hai anh ở đây để người ta liện rác, rồi người ta phóng quế dơ giấy, đâu có ý nghĩa gì đâu. Bây giờ hai anh theo tôi đi, theo tôi thì tôi sẽ đục đẽo hai anh, tôi làm ra thành một hai pho tượng, rồi người ta sẽ lễ lại hai anh được người ta cúng dường hoa quả trái cây đồ ngon lành luôn, mà được người ta cung kính ngước mặt lên mà nhìn người đặc biệt, chứ ở đây làm chi, để người ta liện rác rồi phóng quế. Một cục đá thì ngồi suy nghĩ, thôi bây giờ mình ở đây cũng không ý nghĩa gì, thôi mình đi theo cái người này. Còn một cục đá kia nó hồng, mình gì mà nó đục đẽo, mình không chịu rồi mình nằm đây. Thì cái cục đá đi theo kia thì sau này trở thành pho tượng quý vị. Thì pho tượng mà được người cung kính đu lễ lại cúng dường, thì đêm đó cục đá mà bị phóng quế bò lại. Nói đá cũng là đá, mà người đá thì được người ta tôn trọng, còn cục đá thì bị người ta xem thường. Thì cái cục đá mà trở thành pho tượng nói một câu rằng tôi mà hôm nay được người ta cung kính tôn trọng như vậy thì tôi cũng chịu cực, bị đục, bị đẽo, bị cắt, bị gọt những cái khía cạnh, những cái gai góc không cần thiết đều chấp nhận để cho người ta đục phá cắt gọt bớt đi, nên tôi mới được trở thành một pho tượng mà người cung kính. Thấy không? Còn cùng thờ với nhau. Còn anh lúc trước anh đâu có chịu đâu, anh thà anh nằm đó chơi vậy đó, anh nghĩ rằng anh thoải mái, anh ngu vậy anh để cho người ta đục đẽo anh. Thế cuối cùng anh mãi mãi vẫn là cục đá thô, cục đá nhiều khía cạnh không ai nhìn ngó tới. Thì giống như bây giờ con người cũng là con người, quý vị đừng bao giờ nói rằng mình nghèo, mình xấu là bị người ta khinh thường. Cái nghèo, cái xấu và cái giàu mà được tôn trọng nó cũng chưa chắc. Mà cái sự tôn trọng của người ta là dành cho mình là gì? Mình có đạo đức nên người ta tôn trọng mình. Đúng không? Dù mình nghèo, mình xấu, mình có đạo đức người ta cũng trọng mình nữa. Người ta vẫn tôn trọng mình 100% luôn. Nên chúng ta học Phật, chúng ta vào cửa chùa, chúng ta phải để cho người khác đục đẽo mình. Bản thân mình đã ngoài đời, mình sai quấy, mình vô chùa mình muốn sửa đổi lỗi lầm, mà mình vô là mình muốn làm thầy hay không à?
Mình muốn dạy là ông thầy luôn, mà bây giờ ai dạy mình nổi. Mình vừa bước vô chùa, như hồi xưa có cái chú này ông vô chùa ông tu, ông ở ngoài Bắc ông vô, trình độ đại học, đẹp trai cao ráo, phát tâm đi tu. Thì bị biết rằng là ông vô chùa ông gặp Như Đức hồi xưa quảng chúng trên kia, Như Đức nhảy xuống bùn, Như Đức hút bùn ọc 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 ở dưới bùn, Như Đức làm việc dơ vậy đó. Ông vừa gặp một cái là một chút Như Đức tắm rửa xong Như Đức lên là ông lại ông xin ở, mà đó kêu bằng chú Hiền. Chú con vô chùa mục tiêu là tu hành giải thoát, chứ không phải là làm việc suốt quằn quặt tối ngày. Như Đức hỏi gì chú muốn làm sao? Muốn tu ngày bốn thờ. Được, bốn thờ thì bốn thờ, vậy chú tu bốn thờ đi. Thời gian thôi con thấy để một thờ công quả, con tu ba thờ. Thời gian nữa thôi con hòa chúng, công quả bằng ngày hai thờ thôi. Thời gian nữa thôi buổi chiều cho con xin làm bảo vệ xung quanh chùa, còn có một thờ buổi sáng. Thời gian nữa thôi con thấy tu con chưa đủ duyên, con xin đi về. Toàn là mình đi học đạo mà mình quyết định không. Bây giờ mình là người khôn nhất, mình đi vô chùa mình đừng quyết định gì chứ nha. Người ta đi trước mình mà. Có khi ông thầy, ông khiêm nhượng hỏi mình, con vô đây con cần cái gì? Mình nói dạ con đâu biết cần gì đâu thầy, con đi vô chùa là con đều nhờ thầy, mong thầy nhìn con sắp làm sao con làm gì. Quá khôn luôn. Thầy có trách nhiệm với mình chứ sao giờ. Ông phải suy nghĩ làm sao ông sắp mình cho tốt. Tại vì cái người như vậy là người ta có trách nhiệm với mình. Còn mình vô chùa cái là con muốn gì nè, con muốn gì nè, con muốn gì. Mày là cha tao, mày muốn. Mày là cha tao, tao nói gì nữa bây giờ. Thôi tao cũng từ bi tao cho mày ở, nhưng mà tại mày là cha tao cho mày ở luôn chứ sao bây giờ. Chưa gì hết trơn, vô muốn tùm lum tùm la chứ sao giải quý vị. Nên mình là người khôn khéo, mình đi đến đâu đừng có muốn. Muốn cái gì? Mình không có muốn cái gì chứ. Mình chỉ là muốn giải thoát, mong thầy giúp giùm cho con vậy thôi à. Vậy là thôi, không có được gì chứ á. Thấy không? Nè, chứ đừng có bây giờ nói giờ con muốn tu mấy thờ, muốn cái này cái kia, đừng có muốn vậy. Muốn vậy ta sắp không có được. Sắp thì nó bị nghịch rồi, hiểu chưa? Đó, học đạo là phải vậy đó. Hồi xưa Như Đức đi vô chùa, ban đầu thì chưa có thầy sắp xếp chứ. Từ từ thầy sắp xếp mình tu đúng buổi sáng. Bằng ngày cầm 3 chiếc điện thoại, điện lang thang luôn, hết chỗ này điện tới chỗ kia điện, hết chỗ kia điện tới chỗ nọ điện, giết rồi thành cao thủ nghe điện thoại. Cái lỗ tai bên đây thì kẹp, tai bên đây thì nghe, nghe bên đây xong tiếp tục nói chuyện bên đây luôn, nghe điện thoại nói chuyện đến mức vậy luôn đó. Điện thoại người ta điện không tưởng tượng được, không bao giờ phàn nàn, không bao giờ nói rằng phiền não gì hết, làm suốt luôn đó. Phục vụ chúng sanh tới bây giờ gần 15 năm. Sống tình người quý vị. Đó. Nên những người còn trẻ mà gặp được cơ duyên đi tu trong chùa gì nè, đây là cơ hội của mình để làm lại cuộc đời. Vì có khi mấy chục năm cuộc đời mình không có làm những việc ý nghĩa, bây giờ đây là cơ hội cho mình làm việc ý nghĩa trong cuộc đời. Nên mấy anh em phải nắm bắt cơ hội này để làm việc cho cực lực nhiệt tình lên. Còn những người khắp nơi nghe pháp thì mình lỡ sai hư hỏng thì mình chân thật quay đầu, chắc chắn là thấy bờ bến A Di Đà Phật. Chúc quý an lạc quý ơi. A Di Đà Phật. Chúc các cụ sức khỏe nghe. Lúc này Nhân Đức ít qua đây, mỗi tuần qua đây ăn cơm này kia. Công việc Nhân Đức giờ nhiều quá các cụ. Nên đây có quý thầy đều lo lắng đàng hoàng hết rồi. Thì mỗi tuần Nhân Đức qua mấy lần Nhân Đức giảng pháp chắc cũng nghe. Bữa nào sắp xếp được thì qua. Công việc càng ngày càng nhiều ha. Mong các cụ cố gắng ổn định, lo lắng niệm Phật, siêng năng niệm Phật. Quý thầy sắp xếp mình biết nghe lời, để mà cuối đời mình đều hẹn gặp nhau cực lạc các cụ ơi. Hay với đạo Phật. Nguyện đem công đức này hướng về
khẩm tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Chúc đại chúng an lạc quý ơi. Ai về đào vào.